Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 16: Nương nương uy vũ. Hạ Thiệu Đình còn đang có chút ngượng ngùng thì nhìn thấy tiểu nha đầu ngày thường vẫn luôn tinh quay bỗng trở nên ngốc nghếch làm hắn bất giác mỉm miệng cười. Hắn đặt tiểu nha đầu xuống đất, đỡ lấy thân hình tròn vo của nàng, dặn dò nói: Đứng vững vào, cả người hứa quân dao vẫn đang ngây ngất trong vui sướng. Há! Đứng vững! Chân bản cung bị mềm, bản cung đứng không nổi luôn rồi. Vậy mà nàng lại có thể được thiếu niên ánh trăng cao không với tới hôn. Hứa quân giao tưởng chừng mình đang nằm mơ. Đó chính là người 18 tuổi được phong làm đại tướng quân, 20 tuổi lập đại công và được phong hầu. Cuối cùng cái chết của hắn ở tuổi 22 khiến cho Thái tông hoàng đế bất chấp cơ thể bị bệnh, đích thân viết văn tưởng niệm cho hạ đại tướng quân, Trung Dũng hầu Hạ Thiệu Đình. Khi hắn chết, mặc dù nàng không còn mang thân phận nô tỳ hầu hạ mọi người, nhưng vẫn chỉ là một thị thiếp bé nhỏ trong cung của tân thái tử. Nàng thậm chí còn không có đủ tư cách đến lễ truy điệu của hắn, vì thế điều nàng có thể làm chỉ là ngồi một mình trong đêm khuya thanh vắng tưởng niệm ân cứu mạng của thiếu niên ánh trăng hạ thiệu đình nhìn đôi chân không xương của tiểu nha đầu hắn chỉ cần buông lỏng tay ra là cơ thể nàng lập tức lảo đảo sắp ngã đến nơi hạ thiệu đình không biết phải làm sao đành phải bế nàng lại lần nữa hứa quân giao tận dụng thời cơ mà ôm chặt lấy cổ hắn đôi mắt đen láy của nàng càng ngày càng tỏa sáng lạ thường gương mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng lúm đồng tiền ở hai bên má lúc ẩn lúc hiện dù bây giờ hắn vẫn chưa phải hạ đại tướng quân nhưng nàng bây giờ cũng không phải thục phi nương nương sau này không đúng kiếp này nàng sẽ không chỉ là một thục phi nho nhỏ nàng muốn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ một hoàng hậu dưới một người trên vạn người trong mắt nàng tràn đầy vẻ kiên quyết đợi nàng làm hoàng hậu rồi nàng nhất định sẽ dành những lời ca tụng tốt đẹp nhất cho hắn ghi vào sử sách tất cả những công trạng của hắn để các thế hệ triều đình và bách tính mai sau đều ghi nhớ công lao của hắn cơ thể Hạ Thiệu Đình có chút cứng đờ. Kể từ khi có ký ức đến nay, hắn luôn là người bị bắt nạt. Trong những đứa trẻ bắt nạt hắn có những lớn tuổi hơn hắn, cũng có những đứa bằng tuổi hắn, ngay cả đứa bé hơn hắn cũng có. Chẳng hạn như nữ nhi của chú Tôn và đồng phu nhân. Khi hắn bị đứa lớn hơn hắn và đứa bằng tuổi hắn bắt nạt, hắn có thể phản kháng cũng có thể đánh trả, nhưng khi bị đứa nhỏ hơn hắn bắt nạt, hắn lại không thể phản kháng bởi vì chỉ cần hắn chống trả thì sẽ bị người lớn trách mắng ngay. Dần già, hắn nhận ra một điều, đứa bé tuổi càng nhỏ thì càng đáng sợ, đặc biệt là những đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang, mấy đứa đấy còn đáng sợ hơn cả phụ thân hắn sau khi uống say. Tiểu nha đầu mà hắn đang bế lúc này, con bé xuất thân cao quý, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, còn được cha mẹ cưng chiều hết mực, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ quá sâu quá thảo mai tóm lại nàng chính là một nhân vật mà hắn phải cực lực nhún nhường chỉ có điều bây giờ hắn lại không có cách gì buông con bé thảo mai này ra mềm mại thơm thơm ngọt ngọt hóa ra tiểu cô nương là như vậy sao hắn có chút mơ hồ nghĩ hứa quân giao nằm trong lòng hắn ra sức cọ cọ trà trà trong tim nàng ngập tràn hạnh phúc Dẫu thân thể nhỏ bé đang ôm nàng mặc dù vẫn còn người yếu nhưng cũng không cần lo lắng, rồi sẽ đến một ngày hắn trưởng thành. Châu ca, bảo nha. Phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Nguyễn Thị, Châu ca nhanh như chớp chạy đến chỗ phát ra âm thanh, nói. Nương. Nguyễn Thị véo má nhi tử đầy âu yếm, bế hắn lên và nhẹ giọng hỏi. Muội muội con đâu? Muội muội không nghe lời, cứ ngồi bệt dưới đất đòi thơm thơm rồi mới chịu đứng lên, con bé không ngoan bằng châu ca. Châu ca chớp chớp con mắt, trả lời lưu loát. Thục phi nương nương được hạ thiệu đình nắm tay đang đi về phía hai người nghe thấy thế thì trượt chân một cái, suýt nữa ngã thành tư thế chó gặm cứt. Bản cung đòi thơm lúc nào? Bản cung nói thế lúc nào? Đường Hoài Châu cho dù thằng nhóc nhà ngươi muốn trở thành đứa con ngoan trước mặt mẫu thân cũng không cần thiết phải bôi nhọ bản cung như thế chứ. Đừng có mà lấy bản cung ra làm nền cho chính mình. Nàng chừng mắt nhìn khuôn mặt múp míp thịt đang lấy lòng Nguyễn Thị kia. Có một lại cảm xúc muốn cào nát cái mặt đang tươi cười ghê tởm ấy. Thúy Văn đứng sau Nguyễn Thị thấy thế, hí hí, cười một tiếng. Chắc cô nương đang giận đấy à? Nàng thấy mẫu thân chỉ bế ca ca mà không bế nàng, nô tỳ thấy đây rõ ràng là đang ghen bích văn đứng bên cạnh bật cười nói hứa quân giao chán nản nhưng vẫn cố gân giọng non nớt lên phản bác không có không có không có vâng 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 bảo nha không có là các nàng đổ oan cho bảo nha nguyễn thị bật cười ngồi xổm xuống nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi con bé nhẹ nhàng dỗ dành hứa quân giao không hiểu sao lại càng thấy khó chịu hơn nàng xoay người ôm chầm lấy eo thiếu niên ánh trắng đứng bên cạnh, vùi cả khuôn mặt vào ngực đối phương. Phu nhân ngu xuẩn của lão già thối dậy dỗ ra một đám nha đầu đứa nào cũng ngu xuẩn theo. Nguyễn Thị đến đây để đón đôi nhi nữ để theo đường Tùng Niên trở về nhà cũ. Bây giờ công văn nhậm chức của đường Bách Niên đã được ban xuống, mặc kệ quá trình như thế nào, nếu đã là người nhà họ đường thì về tình về lý bọn họ đều phải trở về chúc mừng một phen dù sao đi nữa cũng là chuyện vui lớn của đường phù hứa quân giao lưu luyến không muốn rời xa vòng tay của thiếu niên ánh trắng nhưng rốt cuộc nàng vẫn bị nguyễn thị bế về phòng thay xiêm y mới sau đó một nhà bốn người bọn họ và bích văn cùng nhau ngồi xe ngựa trở về nhà cũ đường phù nhà cũ đường phù cách huyện nha cũng không tính là quá xa ước chừng đi tầm trên dưới một tiếng là tới nơi Hứa quân giao được Bích Văn ôm theo sau đường Tùng Niên và Nguyễn Thị. Nguyễn Thị nắm tay Châu Ca, thỉnh thoảng nàng còn ngoái đầu lại trêu nữ nhi vài câu. Đường Bách Niên được phong quan, hắn hận không thể để cho tất cả mọi người đều biết tin này. Cho nên hôm nay hắn đã mở một tiệc rượu thật hoành tráng. Người quen hay không quen đều được mời đến tham dự. Chúc mừng đường huynh, chúc mừng đường huynh, chúc đường huynh tiền đồ rộng mở, mong sau này được đường huynh giúp đỡ nhiều hơn. Đường huynh quả thật tài giỏi, là điển hình của câu, thiên lý má gặp gỡ bá nhạc, sao, hôm nay quả thực nên ăn mừng một phen. Sao, thiên lý mã gặp gỡ bá nhạc? Ngụ ý, hôm nay những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một kinh nghiệm, một lần không vui bị từ chối, đều đặt nền móng cho thành công sau này. Ý của câu nói là khen những nỗ lực của đường bách niên đã được hồi đáp đường tùng niên thầm lắc đầu nhìn đường bách niên kẻ đang bị mọi người vây xung quanh với một khuôn mặt đỏ ưng đường bách niên không hề muốn thấy vẻ mặt đó của đường tùng niên cười lạnh nói sắc mặt tam đệ sao vậy vì huynh được phong quan nên đệ thấy không vui sao đại ca nói quá lời rồi nếu đại ca có tiền đồ rộng mở đương nhiên người làm đệ đệ như ta cũng thấy vui thay đường tùng niên ngoài cười nhưng trong không cười nói tam đệ yên tâm, tương lại nếu đệ làm mất mũ cánh chuồn, người làm đại ca như ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc đó ta sẽ cho đệ một chỗ nương thân. Đường huynh thật cao cả, cao thượng quá đi. Còn không phải sao, người như huynh ấy quả thực hiếm có. Mọi người xung quay thi nhau tung hô, tán dương, ca ngợi hắn. Đường tùng niên chỉ cười cười, chẳng thèm để ý nói. Vậy thì đệ đệ đa tả đại ca nha. Đường Trương Niên vẫn luôn trốn ở một bên cách đó không âm thầm chứng kiến hết thảy mọi việc, hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Không biết sao đại ca có thể quen được một đám người có kỳ tài vuốt mông ngựa hay đến vậy, nhìn từng người bọn họ chẳng có ai là đáng để kết giao qua lại. Trong nội đường, Lý Thị cũng mang một khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhìn Nguyễn Thị đắc ý đến nỗi đôi lông mày khẽ hất lên. Lâm Thị không thể nhìn nổi nữa nhưng cũng chỉ khẽ biểu môi có gì mà phải đắc ý chứ? Còn không phải là dựa vào tiền mới mua được một chức quan bé như hạt vừng, hạt đậu này sao? Nhìn cái bộ dạng vênh váo tự đắc của nàng ta mà xem, người không biết còn tưởng rằng nàng ta được làm trạng nguyên phu nhân đấy. Xong, những lời này nàng cũng chỉ dám nói trong đầu thôi. Trong số đám tiểu bối của đường phủ thì hứa quân giao là người ít tuổi nhất. Lúc này, nàng đang được châu ca, người hiếm khi thân mật với mình, dắt tay đi dạo trong vườn. Tam muội muội. Miễn ca không biết từ đâu nhảy ra, làm nàng không hề đề phòng nên bị dọa sợ. Là tên tiểu tử quái đàn kia. Miễn ca chẳng thèm nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng móc từ trong ngực ra một hộp son mà hắn lấy được từ chỗ nương mình đưa đến trước mặt hứa quân dao. Bàn tay nhỏ của hắn mở nắp hộp ra, ngón tay mũm mỉm thịt nhúng xuống lớp son màu đỏ tươi, nói một cách lôi cuốn tam muội 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 xem có đẹp không sau khi bôi lên còn đẹp hơn cơ nói xong cũng không đợi nàng trả lời hắn đã đưa món tay vừa nhúng son bôi lên cánh môi của nàng hứa quân giao phu nhân nhị phòng rốt cuộc là người thế nào mà đẻ ra được một tên tiểu tứ quái đản như này cánh tay nàng vung lên bạc một tiếng gạt phăng bàn tay không tử tế của miễn ca ra sau đó nàng còn tự nghĩ mình đang tỏ ra hung ác mà trợn mắt lên nhìn hắn. Ta đánh ngươi. Miến ca là thằng quỷ đái dầm, miến ca là thằng quỷ giấm đài. Đột nhiên, có thằng bé từ đâu trôi ra vừa vỗ tay vừa la lên, ngay sau đó lại có thêm giọng nói của mấy đứa trẻ khác hùa theo. Hứa quân giao nhìn sang, nàng chỉ nhận ra thằng nhóc nhỏ nhất trong số mấy thằng bé đó là Dũng ca cái thằng nhóc lần trước đến nhà cướp khóa trường mệnh của nàng nhưng không cướp được. Một thằng tuổi tác sắp xỉ hạ thiệu đình, thằng còn lại lớn tuổi hơn thằng trước một tí. Nàng nghĩ chút liền biết hai thằng nhó này e rằng chính là hai nhi tử của đại phòng, đường hoài hưng 7 tuổi và đường hoài diệu 6 tuổi. Khuôn mặt miễn ca ngay lập tức trở nên đỏ rực, ấp a ấp ống nửa ngày trời vẫn không thốt ra được câu nào. Diệu ca tiến lên cướp lấy hộp son trong tay miễn ca, khinh miệt nói. Ai hea, miễn ca không những đái dầm, mà còn thích học bôi soi của các cô nương nha. Đệ, đệ không có, đệ không có. Châu ca chăm chú nhìn hai thằng anh họ, cùng mấy thằng bé lạ mặt không biết từ đâu tới. Bọn chúng cũng học theo cách kia để chế diễu miễn ca. Châu ca có chút không vui bĩu môi, hắn tiến lên một tay kéo miễn ca, tay còn lại kéo lấy muội muội nói. Chúng ta đi thôi. Không được đi, không được đi. Bọn nhỏ cùng nhau la lên, hứa quân giao nghe thấy thế liền nhíu mày. So với hai huynh đệ của đại phòng, thằng bé quái đàn của nhị phòng còn làm người ta thấy ưng ý hơn. Hưng ca đảo mắt nhìn một lượt, hắn kéo tay rượu ca nói thì thầm vài câu rồi cả hai huynh đệ cùng nhìn về phía bọn châu ca với ánh mắt đầy ác ý. Sau đó bọn chúng chạy thật nhanh vào rừng trúc bên cạnh. Kệ bọn chúng, bọn chúng đều là người xấu. Châu ca vừa đi vừa bày ra bộ dạng của tiểu đại nhân, nói lời an ủi miễn ca hai mắt đang đỏ hoe. Ha ha. Hứa quân dao đột nhiên cảm thấy trên cổ mình có một thứ gì đó vừa dài vừa mềm mại, lại còn lành lạnh. Khi nàng vừa cúi đầu xuống liền thấy khoác trên cổ mình là một con rắn đã chết. Miễn ca ở bên cạnh thấy thế bật khóc nức nở còn hưng ca thì cầm gậy dí con rắn về phía bọn họ cười ha ha ngay cả bọn trẻ vây quanh hắn cũng cười vui sướng nhảy cẫng lên nhìn trông vô cùng vui vẻ hứa quân giao giận tím cả mặt nàng lập tức vung tay ra khỏi bàn tay của châu ca không chốt do dự cầm lấy đuôi con rắn quất về phía hai huynh đệ hưng ca diệu ca đứng gần nàng nhất chỉ cảm thấy cánh tay mình đau nhói cảm giác lành lạnh và nhơn nhớt của con rắn làm hắn oa một tiếng bật khóc dữ dội. Đám trẻ xung quanh sợ tới mức kêu lên oai oái, kêu cha gọi mẹ chạy trốn khắp nơi. Hứa quân dao bị đám trẻ danh này làm cho phát cáu, nàng cứ thấy thằng nào liền làm bộ vung con rắn chết lên, gặp một thằng quất ngay thằng đó. Mặc dù sức nàng yếu, nhưng vũ khí trong tay đủ để dọa chết chúng nó. Đám trẻ bị nàng quất chúng kêu gào thảm thiết, có vài thằng còn tè cả ra quần mùi khai của nước tiểu theo làn gió lan tỏa khắp nơi. Cứu với! Nương, phụ thân ơi y! Một trận đại loạn bên này rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của đám người lớn. Nguyễn Thị lo cho nữ nhi nên vội vàng cũng lý thị, Lâm Thị nhanh chóng qua xem. Lúc đến đó, bọn họ chỉ thấy trên tay hứa quân dao cầm một sợi dây thừng. Đang đuổi theo hưng ca của đại phòng đòi đánh. Rắn, trên tay nàng là rắn, là rắn có phu nhân tinh mắt nhìn rõ. Sợi dây thần Trong tay của hứa quân dao giọng nói lập tức thay đổi. chương 17, không có ai bắt nạt bản cung mà không phải trả giá. Mục tiêu của hứa quân dao rất rõ ràng, đó chính là kẻ đầu sò hương ca, vì vậy nàng vung con rắn chết thật mạnh, mạnh đến nỗi rắn vung đến đâu chỗ đó đều để lại vết máu nhạt. Bụt. Một tiếng, nàng dùng sức quất về phía hương ca, nhưng vẫn không thể quất trúng người hắn con rắn chết bị nện hụt xuống đất nhiều lần da thịt vỡ vụn tan tác dẫn đầu đám người tới cứu nhi tử là lý thị lúc này nàng ta thấy trên mặt mình đột nhiên mát lạnh đưa tay lên mặt sờ rồi nhìn thật kỹ đôi mắt trợn tròn quỳnh một cái hôn mê ngay tại chỗ phu nhân nô tỳ theo sau nàng ta la lên vội vàng chen qua đám người tiến lên đỡ chủ tử dậy Nguyễn Thị cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Sao nữ nhi bảo bối của nàng có thể cầm rắn đi đánh người được? Đối với nàng mà nói, còn điều gì đáng sợ và điên rồ hơn thế này nữa? Còn Lâm Thị cũng không đỡ hơn các nàng là bao, đặc biệt là khi nhìn thấy nhi tử Miễn Ca của mình đang đứng cạnh vỗ tay, vừa nhảy vừa hò hét trợ uy. Nàng xém nữa cũng mất luôn ra đấy. Miễn Ca, con về đây cho ta. Nàng hét toáng lên. Ta muội muội làm tốt lắm, ta muội muội đỉnh nhất, đánh hắn đi, mau đánh hắn đi. Miễn ca chẳng thèm để ý tới nương mình, phấn khích mà vung nắm đấm lên cổ Vũ, hắn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hưa Quân Dao, thỉnh thoảng hô lên mấy tiếng, làm tốt lắm, để trợ uy. Mặc dù hứa Quân Dao có vũ khí trong tay, nhưng dáng người nàng nhỏ bé, tay chân thì ngắn tủn làm sao có thể đuổi kịp thằng bé Hưng ca 6 tuổi. Thế nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy đi ngày càng xa, trong lòng càng thêm tức giận. Châu Ca chớp đôi mắt to như hạt ngọc, đột nhiên chui vào lối đi nhỏ bên cạnh. Hứa Quân Dao tiếp tục quất roi ra, vào khoảng không, nàng tức đến nỗi quật thật mạnh. Tuy nghe thấy tiếng hét của Nguyễn Thị từ xa vọng lại, nhưng cũng chỉ làm động tác của nàng chững lại vài giây, xong nàng vẫn liều mạng vung con rắn chết đuổi theo Hưng Ca hôm nay bản cung không dạy dỗ ngươi một trận thì tên của bản cung sẽ viết ngược lại nàng thề độc bảo nha quay lại bảo nha quay lại mau nguyễn thị thật sự phát điên rồi nàng bước thật nhanh đuổi theo nữ nhi thấy dọc giường rơi vãi đầy máu thịt của con rắn sắc mặt nàng trắng bệch không sao nhấc nổi chân bích văn và đám thị nữ vẫn cắm đầu đuổi theo bọn họ thấy mình cách thân ảnh nhỏ bé đang vung roi ra ngày càng gần khi một tỷ nữ bên cạnh lâm thị sắp tóm được hứa quân dao đúng lúc tiểu nha đầu này vừa rút roi ra về sau khi đánh vào không trung lập tức đầu rắn lạnh lẽo khủng bố xẹt qua sườn mặt của nàng ta dọa nàng ta sợ tới mức không kịp hét ra tiếng đang ngã lăn ra bất tình bích văn cùng đám người ba chân bốn cẳng nâng vị tỷ nữ kia dậy nhưng không còn ai dám đến gần thân hình nhỏ ấy nữa hứa quân dao hít một hơi tiếp tục đuổi theo nhưng dù nàng có đuổi thế nào người phía trước cũng chỉ để lại cho nàng bóng lưng nhỏ dần. Nàng tức đến nỗi hai hàng lông mày dựng đứng, ra sức vung, roi ra, mỗi lần vung lên máu thịt rắn lại bắn tung tuế khắp nơi làm cho mọi người ngày càng sợ hãi. Hưng ca co giò chạy như điên như giải, hắn chạy mãi, chạy mãi đến khi tiếng thân rắn nện xuống đất ngày càng bé đi mới dám tranh thủ quay đầu nhìn lại. Khi nhận ra mình đã cách xa đứa em họ khủng khiếp kia, trong lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn dừng chân, quay ngược lại nhìn hứa quân dao làm mặt ngoáo ục, ngoáy ngoáy cây mông nói. Đến đây đến đây, đến bắt ta đi, bắt ta đi nè, nha đầu chết tiệt đến đây đê. Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh, hắn chỉ cảm thấy chân trái bị bó chặt, thoát cai đã bị ai đó gắt gao ôm chặt. Hắn cúi đầu nhìn, nhận ra cái đó chính là thằng em họ mình, ngay sau đó, hắn nghe thấy đối phương hét thật to. Muội muội đến đây mau, muội muội nhanh đến đây. Hưng ca suýt nữa bị hắn dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy tiểu nha đầu đang lao nhanh về phía mình, hắn vô cùng hoảng loạn, một bên dùng sức muốn kéo chân mình thoát khỏi cái ôm của Châu ca, một bên run rẩy nói. "Đệ buông ta ra, buông ta ra." Vốn dĩ Hứa Quân Dao đã có chút nản lòng, nhưng nay sự việc lại xảy ra biến cố. Nàng thật sự không ngờ Châu Ca lại lao từ bên cạnh ra, cố sống cố chết ôm lấy một bên chân của Hùng Ca, triệt đường chạy trốn của thằng bé. Tiểu đường đại nhân làm tốt lắm, bản cung phải nhìn ngươi với con mắt khác thôi. Hai mắt nàng sáng ngời, phấn khích vung vẩy, roi rắn, trong tay, tăng tốc chạy đến đó. a à, à, mau buông tay mau buông tay, nàng sắp đến rồi nàng ta sắp đến rồi. Nương ngư nhi, ta không dám, không dám nữa đâu. Mau buông ta ra. Mắt chứng kiến nguy hiểm sắp ập đến, nhưng bản thân vẫn chẳng thể động đậy được. Hùng ca cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn cố sống cố chết vùng vẫy khỏi miếng cao chó đang dính chặt lấy chân mình. Châu ca không nói tiếng nào, chỉ ra sức ôm chặt lấy chân hưng ca. À, à không muốn, không muốn đâu, ta không dám nữa, không dám nữa. Hưng ca càng ngày càng hét lên thảm thiết, đám người Nguyễn Thị có ý định muốn cứu, nhưng chỉ cần lại gần hứa quân dao một chút, bọn họ không phải bị máu, thịt của con rắn bắn lên mặt buồn nôn mà chết thì cũng là bị nàng hù chết. Hình ảnh đoan trang, dịu dàng của Nguyễn Thị đã mất sạch trong phút chốc, nàng tháo búi tóc xuống trông như một người điên, kêu lên the thế. Đường quân dao, con dừng tay lại cho ta, dừng tay lại cho ta hứa quân dao làm như không nghe thấy, nàng hung hăng quất, roi, về phía hưng ca đang không ngừng la hét dãy rùa, mọi người chỉ nghe thấy, bạp, một tiếng. Hưng ca bị đau ở cánh tay, theo bản năng nhìn lại thì thấy mình đang mặt đối mặt với con rắn chết. À! Một âm thanh thảm thiết vang lên giữa không trung, chim chóc trên cây bị kinh sợ tung cánh bay tán loạn. Hứa quân dao nhìn hưng ca đã sợ đến mất đi, hư lạnh một tiếng, Cuối cùng nàng quăng con rắn đã bị quật đến nỗi máu thịt bầy nhảy đi, sau đó phủi tay, kéo phẳng xiêm y nhăn nhúng. Trên đời này không có ai bắt nạt bản cung mà không phải trả giá. Tam muội đỉnh quá, tam muội là nhất. Miễn ca vỗ tay la hét trong vui mừng, hắn cứ kêu mãi cho đến khi bị mẫu thân dùng sức che miệng lại, vội vàng ôm hắn rời đi. Sau đó, phu nhân của các nhà cũng lần lượt đến ôm con mình về con dùng sức rửa sạch cho ta, đúng, dùng sức. Bôi xà phòng lên, nhanh lên. Trong viện của tam phòng, cả người Nguyễn Thị như muốn phát điên, nàng gào thét lệnh cho nữ nhi rửa mặt và chân tay. Hứa quân dao mồi xổm trước chậu gỗ, dầu môi ngoan ngoãn lấy xà phòng bôi lên tay, dùng sức trà thật mạnh. Nhưng Nguyễn Thị vẫn không hài lòng. Mạnh thêm chút nữa, con mạnh tay lên cho ta. Rửa thật sạch cái mùi này cho ta hết rồi à. Hứa quân dao dơ bàn tay sắp bị rửa đến nỗi rách cả da cho Nguyễn Thị xem. Không, vẫn còn, rửa lại lần nữa cho ta. Hứa quân dao đành chịu, cũng không dám chọc tức nàng, nên lại ngoan ngoãn ngâm bàn tay trong chậu gỗ. Bôi xà phòng lần nữa. Nguyễn Thị nói thêm một câu nữa. Vâng. Hứa quân giao thở dài, ngâm dài câu. Phu nhân, nước đá chuẩn bị xong rồi à? Bích Văn bước nhanh vào bẩm báo. Nguyễn Thị hít một hơi thật sâu, lại ra lệnh cho nữ nhi. Con vào đây cho ta. Dạ. Hứa quân dao muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu, nàng buông thõng đôi tay ướt súng cùng Nguyễn Thị đi vào phòng tắm. Xòe tay ra cho ta. Nguyễn Thị ra lệnh. Hứa quân dao ngoan ngoãn xòe tay ra, Nguyễn Thị nhìn bàn tay nàng với vẻ mặt ghét bỏ tay làm thành chỉ hoa lan giúp nàng cởi xiêm y sau đó vứt bộ quần áo nàng vừa mặc ra thật xa xong xuôi nguyễn thị mới bế nàng vào thùng tắm đã đổ đầy nước phòng tắm ào ào vang lên tiếng nước tràn ra nguyễn thị mốc một gáo nước ấm đổ lên đỉnh đầu con bé sau đó dùng sức xoa đầu trong mồm không ngừng nói bẩn chết mất bẩn chết mất lúc sau lại vang lên tiếng nước ào ào cả quá trình hứa quân giao không thốt lấy một câu, vô cùng ngoan ngoãn để vị phu nhân này tắm gội cho mình. Ngoài phòng, Bích Văn cầm bộ xiêm y mà hứa quân giao vừa thay ra ném thẳng vào trong chậu than. Nửa giờ sau, Bích Văn nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng kêu đau nũng nịu của cô nương. Đau đau đau. Không dùng sức sao rửa sạch được. Tiếp đó là tiếng trả lời của phu nhân nhà mình. Rách ra mất. Rách mới tốt như thế mới rửa sạch lớp da này phu nhân xưa nay vốn là người dịu dàng nhưng giọng nói lúc này nghe có vẻ hơi lạnh lùng không hiểu sao nàng lại thấy buồn cười nàng có thể tưởng tượng ra cảnh phu nhân đang điên cuồng kỳ cọ cho tiểu nha đầu hứa quân giao biết mình đã phạm sai lầm trong lòng cảm thấy tội lỗi nên dù nàng có ấm ức đến đâu cũng không dám khóc lóc ầm ĩ chỉ dám nũng nịu kêu đau cố gắng thức tình sự dịu dàng của mẫu thân mình Nguyễn Thị lạnh lùng kỳ cọ cơ thể bé nhỏ của nữ nhi, nàng hận không thể trả lớp da này của con bé xuống. Tiếp đó bôi thêm mấy lần xà phòng, đổi thêm mấy lần nước, khi nhìn thấy toàn thân nữ nhi đã đỏ ửng cả lên mới miến cưỡng chấp nhận. Một lát sau, Nguyễn Thị nhìn nữ nhi đã mặc xiêm y mới sạch sẽ, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tốt lắm, rốt cuộc lại là một tiểu cô nương trắng nõn, thơm tho, sạch sẽ làm người ta vừa ý sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nữ nhi, Nguyễn Thị lập tức chuyển hướng, gọi Châu Ca đang bị phạt đứng dưới mái hiên vào phòng, sách hắn đi vào phòng tắm. Một lát sau, hứa quân giao nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Châu Ca uyền ra từ phòng tắm. Nàng chống cằm, lắng nghe tiếng trách mắng của nữ tử và tiếng kêu oan của đứa trẻ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Lá gan của vị phu nhân này thật bé, rắn chết có cái gì đáng sợ đời trước cho dù là còn rắn còn sống sờ sờ nàng cũng có thể làm điều đó mà không thèm chớp mắt so với những con vật có độc lòng người mới là thứ đáng sợ nhất trên đời ở tiền sảnh đường tùng niên bưng ly trà uống một hơi cạn sạch xung quanh hắn lúc này chẳng có một bóng người những khách khứa ngoài kia đến đây chỉ vì muốn gần gũi với đường bách niên vì hắn có quan hệ mật thiết với ngô chi phủ bọn họ muốn ở trước mặt đường bách niên nói mát vài câu còn đường Tùng Niên thì ai cũng biết hắn đã đắc tội với Ngô Chi Phù. Mặc dù mọi người không thừa cơ hãm hại hắn, nhưng có thể tránh được hắn sẽ tận lực tránh, đỡ phải rước họa vào thân. Đường Tùng Niên cũng chẳng quan tâm, một mình hắn tự rót tự uống đến say mê, bỗng nhiên hắn thấy mặc nhiên đứng ngoài cửa nháy mắt ra hiệu với mình, hắn lập tức đặt chén trà xuống, đi ra cửa hỏi. Chuyện gì? Mặc nhiên kể đầu đuôi ngọn ngành cho đường tùng niên nghe, hai huynh đệ hưng ca cầm con rắn chết dọa hai huynh muội châu ca và miên ca nhưng không thành, ngược lại còn bị hứa quân giao quất cho một trận roi rắn. Cuối cùng còn chốt lại một câu. Bây giờ đại phu nhân đang ôm nhi tử khóc đến mức chết đi sống lại, yêu cầu phu nhân chúng ta cho nàng một lời giải thích. Đường tùng niên cười lạnh. Cho nàng ta một lời giải thích là huynh trưởng mà còn cầm đầu đám trẻ con đi bắt nạt đệ đệ và muội muội mình ta còn muốn hỏi xem nàng ta làm thế nào mà dạy được thằng con ngỗ nghịch như thế mặc nhiên hết sức tán thành hai huynh đệ của đại phòng đúng là không biết xấu hổ đã dẫn người ngoài đến bắt nạt huynh đệ trong nhà nhưng không thành thì thôi đi bây giờ còn làm như mình mới là người bị bắt nạt lại khóc lóc nữa mới sợ chứ đúng là làm mất hết cả thể diện của đường ra chương 18, bánh bao cũng có khi phách. Đường Tùng Niên lo lắng suy nghĩ. Phu nhân tính tình mềm mỏng, cho dù nàng là người chiếm lý cũng sẽ không tranh cãi với người khác. Lần này, người gây náo loạn còn là trường tẩu chỉ sợ nàng sẽ càng không dám nói ra, lặng lẽ nuốt hết ấm ức vào bụng. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đi nhìn xem, tránh cho phu nhân nhà mình chiếm lý mà phải chịu thiệt. Bên này, Nguyễn Thị đã cọ rửa sạch sẽ cho đôi nhi nữ, đến cả sợ tóc cũng không bỏ sót. Còn về phần mình, Nguyễn Thị cũng đã cẩn thận tắm rửa từ đầu tới chân và thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Sau đó, còn sai Bích Văn đốt hết những xiêm y vừa thay ra. Xong xuôi mọi chuyện, nàng cảm thấy lòng mình bình ổn trở lại, cảm giác muốn phát điên trước đó mới dần dần biến mất. Nàng trừng mắt nhìn đôi nhi nữ, đang định dạy dỗ các con một phen thì chợt nghe thấy trong sân có tiếng ồn ào. Nghe kỹ, giọng nói trói tai kia hình như là của đại tẩu Lý Thị. Nguyễn như người ra đây, người mau ra đây. Nếu như hưng ca và diệu ca có xảy ra bất chắc gì, ta muốn ba mẫu tử các người phải đền mạng. Trong lòng Nguyễn Thị, lột bột, chẳng lẽ hai tiểu huynh đệ kia xảy ra chuyện rồi? Đại tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Hưng ca và diệu ca sao vậy? Nàng vội vàng ra cửa nghênh đón. Ta nhổ vào, người còn mặt mũi để hỏi à? Hưng ca và Diệu ca gần như mất hồn, hai đứa ở trong phòng khóc thét không ngừng, không cho một ai đến gần, luôn mồm gào thét trong phòng có rắn. Nói đến tình trạng bi thảm của hai nhi tử, Lý Thị hận đến nỗi tung lấy Nguyễn Thị đòi đánh. Đều tại các ngươi, các ngươi là cái lũ sao trổi, vừa về đến là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Ngươi trả con lại cho ta, trả con lại cho ta. Bích Văn và đám tỷ nữ vội vàng bước lên, vừa khuyên ngăn vừa kéo người ra còn nguyễn thị cũng không dám đánh trả nàng né sang một bên nói đại tàu có gì từ từ nói bây giờ không có gì quan trọng bằng hai đứa trẻ việc cần làm lúc này là mau chóng gọi đại phu đến khám trong phòng ta còn một cây sâm thượng hạng lát nữa ta sẽ bảo người mang qua cho hai đứa trẻ bồi bồi ai thèm cái đồ rẻ rách của ngươi củ sâm của ngươi có thể đổi lấy hai đứa con của ta sao loại sao trổi đẻ ra một con nha đầu ti tiện tai họa mới bé tí tuổi đầu mà lòng dạ đã ác độc như thế, cũng không sợ ông trời giáng năm đảo thiên lôi xuống sao. Lý thị vừa khóc vừa mắng. Hứa quân dao đang kéo châu ca ra ngoài cửa, nghe thấy thế, ánh mắt tức thời lạnh đi. Còn châu ca khi nhìn thấy mẫu thân bị người khác ức hiếp, lập tức lao ra như hổ con, hắn hung hăng đá vào chân ả ta, tức giận nói. Không được ức hiếp nương ta. Lý thị đang hăng say mắng thì bị đá một cái, ả à ta đau đến nối. Ai ôi! Một tiếng, càng giận dữ hơn, giơ tay chuẩn bị tát vào mặt châu ca. Thằng xúc sinh, nương mày không dậy mày thì để tao đến dậy. Vào lúc cây tát sắp rơi xuống mặt châu ca, đột nhiên một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh vươn ra nắm chắc cổ tay của ả. À. Ngay lập tức, ả à ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Thị. Người chửi ai là tai họa, Chửi ai là thằng xúc sinh? Buông tay. Ta chửi các ngươi đấy, cả nhà các ngươi đều là cái đám không an phận, đều. Một tiếng, chát, giòn dã vang lên, Lý Thị bưng nửa khuôn mặt, không dám tin hầm hầm nhìn Nguyễn Thị. Ngươi dám đánh ta? Ta đánh ngươi đấy. Ngươi là trưởng bối mà lại đi nói với ván bối những lời cay nghiệt như vậy, hành động càn dỡ không biết phân biệt đúng sai bất chấp thể diện không niệm tình thân ruột thịt cứ vậy mà xông đến viện của em dâu, ta không đánh ngươi thì đánh ai? Đôi mày lá liễu của Nguyên Thị dựng lên, đôi mắt thường ngày vẫn luôn tràn đầy vẻ dịu dàng giờ đây chỉ thấy vẻ lạnh lùng. Hứa quân dao đang muốn bước khỏi bậc cửa đi ra ngoài, thấy thế vội vàng thu chân về, bất ngờ nhìn Nguyễn Thị. Bánh bao phu nhân cũng có lúc khi phách như vậy sao? Ngươi, ngươi ngươi, được lắm ai cũng nói chó biết cắn người đều không sủa quả nhiên là như vậy ngày thường làm bộ dịu dàng lương thiện dễ nói chuyện không nghĩ cũng là các con đang làm gì ở đây có gì không nói tử tế với nhau được à vương thị vội vàng đi tới vừa đến đã nhìn thấy bộ dạng dương công bạt kiếm của hai người con dâu làm bà nhất thời cuống lên tiền thị theo sau vương thị tiến đến bà ta đương nhiên không bỏ sót dấu tay trên mặt lý thị hét lên Ôi chao, nàng mà cũng dám đánh cháu sao? Hừ, đúng là tiện nhân lòng già hiểm độc, ngươi cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Trên không nghiêm, dưới át loạn, sao? Chả trách thằng nhái rẻ rúng này dám đánh cả huynh trường, hóa ra đều do kẻ làm mẹ dạy dỗ mà thành. Hừ, các ngươi nghĩ trần gia ta không có người, để cho một lũ lòng giả thâm độc các ngươi trèo đầu cưỡi cô tác oai tác quái ư. Sao, nguyên văn? Thượng bất chính hạ tắc loạn, người trên mà làm bậy thì kẻ dưới tất sẽ làm càn, làm loạn. Có người đến chống lưng, Lý Thị liền bày ra bộ dạng bị người ta ức hiếp, phải chịu thiệt thòi, nàng bổ nhào vào lòng tiền thị khóc nức nở. Châu ca ôm chân mẫu thân, hắn dưới chân dẫm lên cái bóng đổ dài của Lý Thị. giẫm ngươi này kẻ xấu xa kia. Cứu mẫu nói lời này ta thực sự không hiểu. Nguyễn Thị cười lạnh nói. Thượng bất chính, Hà tắc loạn, hai huynh đệ Hưng ca và Diệu ca còn nhỏ như thế đã biết dùng rắn đi hù dọa người khác, cũng không biết đã học được từ đâu. Chuyện hôm nay mọi người đều được chứng kiến. Phải trái thế nào trong lòng mọi người đều tự biết rõ, nếu như đại tẩu cảm thấy một tiểu nha đầu còn chưa tròn hai tuổi nhà chúng ta bắt nạt được hai nhi tử của tẩu, thì tẩu cứ việc trách móc, kêu gào. Dẫu sao, ta thấy đại sảnh cũng có rất nhiều quan lại, gia đình giàu có được đại ca mời đến, bọn họ kiến thức rộng rãi nhìn rõ mọi việc nhất định có thể trả lại công bằng cho đại tàu hứa quân giao vô cùng ngạc nhiên bao phu nhân được phết thế mà học được chiêu dọa dẫm việc ngày hôm nay đã làm ầm y cả lên ai cũng không thể nói một tiểu nha đầu còn chưa đầy hai tuổi làm sai nhiều nhất chỉ có thể cảm thán rằng gan của tiểu cô nương này thật lớn còn hai thằng bé một lớn một nhỏ của đại phòng nghe rằng sẽ nhận được không ít lời oán trách và lại những đứa trẻ hôm nay bị dọa sợ đại đa số đều là con cái của khách quý. Mặc dù hứa quân giao đánh người là thật nhưng để mà truy cứu trách nhiệm thì tất cả trách nhiệm đều bị đổ lên đầu của Hưng Ca bởi vì nàng chỉ là một người bị hại chưa tròn hai tuổi mà thôi. Lý Thị cũng không phải kẻ ngu dốt nàng ta đương nhiên hiểu được. Nguyễn Thị đang muốn nói cái gì? sắc mặt nàng ta ngày càng khó coi. Nhìn sang tiền thị thấy bà ta dường như còn muốn nói gì đó, liền vội vàng giật nhẹ cổ tay áo của điền thị, ý bảo bà ta đừng nhiều lời. Tiền thị không muốn nhìn thấy bộ dạng vô dụng của lý thị, dùng sức vung khỏi tay của nàng ta, nhìn vương thị nói. Chẳng lẽ hai nhi tử của bách niên còn không sánh bằng một tiểu nha đầu của tam phòng sao? lúc này chỉ vì con nhỏ chết tiệt ấy mà hai huynh đệ hưng ca và diệu ca phải gánh cái tội lớn thế này à? các người không để ý sao? thế cứu mẫu định làm gì? hay làm theo lời phu nhân nhà ta nói ban nãy mời tất cả các khách quý ở tiền sảnh đến làm chủ cho huynh đệ hưng ca. cho dù kết quả ra sao, Phu thê chúng tôi tuyệt không hai lời, nên bồi thường sẽ bồi thường, nên trừng phạt sẽ trừng phạt, nên xử lý sẽ xử lý. cứu mẫu thấy có được không? đường tùng niên chậm rãi bước đến trên mặt mang theo nụ cười những trong đáy mắt lại là lạnh giá ung dung nói miệng lý thị mấp mai còn muốn nói gì đó nhưng lại bị đường bách niên kịp thời đi tới ngăn lại được rồi quăng hết mặt mũi của cái nhà này đi rồi còn ra thể thống gì nữa nàng còn không mau quay về đúng là con hư tại mẹ hai thằng con ngỗ nghịch như thế còn không phải do người mẹ vô dụng như nàng dạy ra sao thấy cháu trai đến rồi, tiền thị cũng im bặt luôn, sau đó đường bách niên nhìn đường tùng niên nói. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà đừng để cho người ngoài biết, trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành, chúng ta làm người lớn đương nhiên không thể như thế được. Xong, đây cũng là chuyện nhỏ, cần gì phải làm oang oang lên cho cả làng đều biết, còn lôi cả khách quý vào nữa. Đường tùng niên mỉm cười gật đầu. Đại ca nói đúng lắm, để nghe lời đại ca vậy. Đường Bách Niên nói thêm vài câu lấy lệ, sau đó mới hầm hầm dẫn Lý Thị rời đi. Tiền Thị cảm thấy không thú vị, cũng theo sau bọn họ rời đi. Nguyễn Thị lúc nãy còn tranh đấu vì lẽ phải, một bước không nhường, nay vừa nhìn thấy phu quân xuất hiện, Lý Trí lập tức quay về. Không, Lý Trí lập tức bay mất luôn, trong lòng ngập tràn lo lắng nói. Vừa nãy có phải thiếp nói hơi quá chấn không? có phải đã rước thêm phiền phức cho chàng không? Ai nha, đều tại thiếp, ngày tốt như hôm nay mà lại tranh chấp với người khác, làm đại tẩu các nàng tức đến nỗi rời đi rồi. Không hề, nàng làm rất tốt, chẳng những không rước lấy phiền phức cho ta, ngược lại còn thay ta giải quyết một phiền toái lớn. Đường Tùng Niên cười đồng thời dịu dàng vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của thê tử. Nghe lời phu quân nói, Nguyễn Thị mới thở phào một hơi. Vương Thị còn đang muốn trách cứ con dâu vừa nãy nói năng quá mức sắc bén. Nhưng sau khi nghe thấy con trai mình nói những lời này, bà vội vàng nuốt lại những lời trách cứ, lặng lẽ thở dài một tiếng. Sau đó, bà hết sờ mặt cháu gái, lại xoa đầu cháu trai đầy âu yếm thì lặng lẽ rời đi. Đường Tùng Niên nhìn bóng lưng của nương mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Phụ thân Châu ca ôm chân hắn lòng tràn đầy uất ức đường tùng niên ổn định lại tâm tình xoa đỉnh đầu nhi tử nói lời khích lệ châu ca có thể bảo vệ nương rồi đúng là đứa trẻ ngoan hai mắt châu ca sáng rực lên vô cùng kiêu hãnh ưỡn ngực nói con còn bảo vệ cả muội muội nữa cơ hứa quân giao chỉ muốn cho hắn một ánh mắt xem thường bản cung cần ngươi bảo vệ chắc sau đó nàng nghe thấy châu ca oan ức cáo trạng Châu ca bảo vệ muội muội, thế mà nương còn mắng châu ca, bây giờ châu ca rất tức giận, rất tức giận. Nói đến đây, thằng bé còn ra sức gật đầu, tỏ ý bản thân mình thật sự rất tức giận, ánh mắt u oán dính lên người Nguyễn Thị. Chuyện thằng bé đang nói chính là vừa nãy bị Nguyễn Thị phạt đứng. Nguyễn Thị mỉm cười, khom người xuống, dịu dàng nói. Là nương sai rồi, phải làm thế nào thì châu ca mới không giận nữa con muốn bế, muốn ôm, cộng thêm hai miếng bánh đường thì mới hết giận. Châu ca nhanh chóng trả lời. Hứa quân giao. Cái giá cho sự tức giận của tiểu đường đại nhân cũng bèo quá đi. Nguyễn Thị cười nhẹ, bế nhi tử lên, lại, chụt. Một cái lên mặt con, nàng nhìn thằng bé vui sướng đến nỗi cười không thấy mặt trời, buồn cười nói. Lát nương nương sẽ làm bánh đường cho con, được không? giả dạ, được. Hứa quân dao chỉ muốn thở dài. Không có tiền đồ, thật là không có tiền đồ. Bế, thơm rồi thêm hai miếng bánh đường. Đường tùng niên khẽ xoa cầm, nhìn nữ nhi đứng bên cạnh cười than. Hôm nay tam cô nương nhà chúng ta ra trận lần đầu đã thành danh. E rằng sau này cũng chẳng còn tên tiểu tử mắt lé nào dám bắt nạt con nữa. Hứa quân dao đắc ý phồng má làm lộ ra hai cái lúng đồng tiền đó là đương nhiên bản cung không phải cái vị bánh bao phu nhân mặc cho người ta muốn nhào thế nào thì nhào ai dám cả gan bắt nạt bản cung bản cung sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết thế nào đường tùng niên nhìn bộ dạng của con bé lúc này không nhịn được mà lớn tiếng cười ha ha hắn tiến lên phía trước bế con bé và nâng lên thật cao làm cho hứa thục phi vênh váo nãy giờ sợ tới mức thét lên chói tai tiếng hét của nàng vang tận nóc nhà phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn